trái tim của anh tổn thương. Dù em có đi xa và mình anh với bóng đêm, anh vẫn cứ nơi đây chờ em mãi thôi. Thật sự nhiều khi anh cũng muốn biết rằng là chờ đợi một người bản thân phải cố gắng đến bao giờ. Vì trái tim anh còn yêu nhưng anh chẳng thể nào nói trước em. Giờ chúng ta đã xa, anh vẫn ngồi đây gặm nhấm ký ức đã qua. Dù cho nước mắt cứ thế lăn dài trên má, thì những vết xước ấy đâu thể vội vàng xóa. Người ơi, quay lại được không? Liệu ánh dương kia là em, nhưng anh làm sao để phơi lấy em? Đành kết thúc vậy thôi, đơn côi dày vò nỗi nhớ con tim vỡ đôi. Một lời xin lỗi anh nói chưa thể thành câu, mà giờ em đã xa anh và ở nơi đâu? Người ơi, anh còn yêu trong góc tối cô đơn cùng với ánh đèn đường, nhìn những kỷ niệm, những hồi ức. Anh mỉm cười rồi là bạn cùng bức tường. Ở bên trong tiềm thức anh thấy đôi mình dần trở nên xa lạ. Giật mình tỉnh dậy, anh nhìn thấy bóng lưng người bỗng thoáng vụt qua. Và anh rất muốn biết rằng ngày hôm đó em đã bỏ đi như thế nào. Chẳng thể chờ tới mai, ai đã sai, một mình anh nơi này phải làm sao. Có những ngày tháng ấy ta đã nắm tay nhau đi hết những đoạn đường dài. Muốn giữ em ở lại, nhưng giờ sự thật là đôi ta đã chia hai. Trái tim anh còn yêu, nhưng anh chẳng thể nào nói trước em. Giờ chúng ta đã xa, anh vẫn ngồi đây gặm nhấm ký ức đã qua. Dù cho nước mắt cứ thế lăn dài trên má, thì những vết xước ấy đâu thể vội vàng xóa. Người ơi, quay lại được không? Liệu ánh dương kia là em, nhưng anh làm sao để phơi lấy em? Đành kết thúc vậy thôi, đơn côi dày vò nỗi nhớ con tim vỡ đôi. Một lời xin lỗi anh nói chưa thể thành câu, mà giờ em đã xa anh và ở nơi đâu? Người ơi, anh còn yêu chẳng thể nào nói. Liệu ánh dương kia là em,